Vâng, con xin cảm ơn con sóng rất là cuồng nhiệt của xứ Hải ạ. Có số được có hai mặt, có đen có trắng, có âm có dương, có tốt có xấu và có ồn ào rồi bây giờ có dịu êm. Chúng ta đi qua với sân khấu chiều Mát Cơ Va với tiếng hát của chú Nguyễn Ngọc Quý. Hãy cảm nhận sự thanh bình của Mát Cơ Va với tiếng hát của chú Quý ạ. Con xin mời chú ạ. Thưa mấy chàng thân mến, thực ra là tôi là thế hệ lâu rồi, trước rồi. Nhưng mà tôi không quen thanh mai trần, nhưng mà tôi cực kỳ cảm phục cái bạn gái này. Bạn ấy quá là sâu sắc và quá là tài năng. Tôi thì là giáo viên toán, chắc là các anh chỉ biết tôi là sang Moscow thì là số lắm rồi. Thế bây giờ thì tôi nghỉ rồi. Và đã có lần tôi ngồi làm thơ cùng với thanh mai trần ở trên mạng. Tôi là rất là chúc mừng thanh mai trần. Và vì thế là tôi sẽ xin hát bài chiều Moscow bằng tiếng Nga để một thu nước Nga. Con xin mời đến sân khấu cô Tranh Hoài tiếp tục với khúc thu ca. Con xin mời cô ạ.